Hello, hello anh em, mình là Việt Anh. Cũng đã khá lâu rồi kể từ lần cuối cùng mà mình đọc một bài viết trên Spy Room. Không biết là anh em có còn nhớ không và anh em có khỏe không nhỉ? Hôm nay thì mình quay trở lại, mình đọc một bài viết của chính mình viết trên Spy Room. Đó là bài viết Hôm nay sinh nhật mình ra nhạc. Bài viết này do mình viết để ra mắt single đầu tay do mình sáng tác và trình bày, đó là Âm thầm tháng 5. Mình sẽ để link ở phần mô tả, nếu mà anh em nào quan tâm thì có thể nhảy vào và cày view cho mình nhá. Giờ thì mình bắt đầu thôi nào. Năm 15 tuổi, mình nghỉ thể thao chuyên nghiệp để tập trung học văn hóa. Năm 20 tuổi, mình nói sẽ ra nhạc trước năm 30 nhưng bị guồng quay học hành cuốn trôi. Năm 22 tuổi, mình lần đầu khởi nghiệp nhưng startup tan rã sau 1 năm rưỡi vì hết vốn. Hôm nay mình bước sang tuổi 30, vẫn là một người say mê thể thao. Startup đổ vỡ năm nào giờ đã có 50 thành viên và lần đầu tiên ra mắt sản phẩm âm nhạc. Bài hát này là món quà cho chính mình và những ai luôn nỗ lực đi tới tận cùng con đường đã chọn. Đó là lời giới thiệu MV Âm thầm tháng 5 mà mình phát hành trong ngày sinh nhật, đánh dấu một chặng đường yêu âm nhạc theo cách của riêng mình. Bài viết này là lời cảm ơn của mình tới tất cả những anh em, bạn bè đã bằng cách này hay cách khác biến ước mơ năm xưa của mình thành hiện thực. Hành trình của đam mê. Từ khi còn nhỏ tuổi, mình đã cực kỳ thích hát. Có lẽ do ảnh hưởng vô thức từ những đĩa nhạc của các cô Hồng Nhung, Mỹ Linh, Phương Thanh, v.v. mà mẹ hay bật từ bé. Tuy nhiên trong nhà mình lại chẳng có ai đi theo con đường âm nhạc cả. Cho nên khi thủ thỉ với bố mẹ chuyện muốn theo đuổi một bộ môn năng khiếu thì mình được định hướng trở thành một vận động viên thể dục dụng cụ. Đoạn này thì là mình đùa thôi. Thật ra do hồi bé mình có vẻ hơi mũm mĩm nên bố mẹ cho đi tập thử để giảm cân. Thế quái nào mà mình giảm sâu như thị trường chứng khoán nên mãi 10 năm mới nghỉ. Những năm tháng tập luyện thể dục dụng cụ là những ngày đầy khó khăn mà có lần mình đã từng chia sẻ bài viết tôi học được gì khi là một vận động viên. Nhưng đó cũng là giai đoạn mình đắm chìm trong rất nhiều âm nhạc thịnh hành lúc bấy giờ. Anh em cứ ban ngày thì tập luyện, tối lại về cày nát các đĩa nhạc của Ưng Hoàng Phúc, Nhật Tinh Anh, Đan Trường, Lam Trường, v.v. Bằng một cách tự nhiên nhất, hát vẫn cứ luôn là một phần không thể thiếu trong đời mình. Và nhà vệ sinh thì vẫn luôn ồn ào mỗi lúc mình đi tắm. Thế nhưng giây phút đầu tiên mình cảm thấy đặc biệt hứng thú với âm nhạc là vào hồi lớp 6, khi mình mới vào trường cấp 2 và quen một cậu bạn thân tên là Quân, vốn là một tay guitar khá khu ngầu. Mình vẫn nhớ như in cảm giác lần đầu tiên nhìn bạn đánh Romance, bản nhạc tán gái huyền thoại của các tay guitar mẹo. Và quyết tâm đặt mục tiêu cũng phải học ít nhất để chơi được bản này. Nhưng mà mình đơn thuần là vì đam mê âm nhạc thôi nhá, anh em đừng có hiểu nhầm. Sau khi nghe mình trình bày về nguyện vọng này, mẹ tìm cho mình một thầy guitar, người thầy âm nhạc đầu tiên mà đã từ rất lâu rồi mình chưa có dịp gặp lại. Thầy tên là Cường và giảng dạy guitar ở Nhạc viện Hà Nội. Sau khi nghe mong muốn đánh được Romance của mình, thầy gật gù đầy từng trải, kiểu lại một thằng đến đòi học Romance để tán gái, tưởng thế nào. Tuy nhiên thầy vẫn nhận mình làm học trò để đào tạo. Lúc đó mình mừng như mở cờ trong bụng. Trộm nghĩ ước mơ Romance hóa ra lại đơn giản, game trông thế mà dễ. Đang mơ màng trong suy tưởng thì thầy bắt ngồi đánh mấy bài luyện ngón guitar kinh điển của Caroli. Sau đó thì không có sau đó nữa. Một năm học guitar với thầy Cường thật ra cũng có những kỷ niệm rất vui. Thầy là người đầu tiên cho mình đánh cây đàn giá 3.000 đô mà thầy thường dùng để biểu diễn. Cũng là người đầu tiên khen mình học nhạc khá. Thời đó do còn phải đi tập thể thao full time nên mình cũng chỉ học đàn được một buổi một tuần vào mỗi chiều thứ bảy. Và chiều thứ bảy nào cũng là một ngày mình háo hức mong được học bài mới. Có những thứ cảm giác khiến bạn cứ nhớ mãi. Cái cảm giác háo hức này nó là như vậy đấy. Học mãi cũng phải hành. Mình cuối cùng cũng có dịp lần đầu tiên biểu diễn đàn guitar trước trường. Khi đó bản nhạc mình đánh chính là Romance luôn. Tiếc là sau đó không có bạn nữ nào nán lại làm quen. Quên. Mình học đàn vì đam mê mà. Các bạn đừng có để ý câu trên nha. Mình viết nhầm ấy. Lên cấp 3, mình bắt đầu bén duyên với beatbox sau khi gặp một ông bạn thân tên là Khánh lúc bấy giờ. Ngày đầu tiên được bạn dạy cho mấy âm cơ bản như là kick, hi-hat, snare, mình làm được luôn và bắt đầu về nhà tra tấn gia đình bằng những giai điệu mà mẹ hay gọi là đánh giám xịt. Còn bạn bè thì kỳ thị, tránh xa ra, đừng bắn nước bọt vào tao. Nhưng phải nói rằng hành trình tập beatbox khá thú vị. Mình vẫn nhớ mãi những ngày tháng ngồi cày từng video thi đấu, hướng dẫn để bắt chước những cái tên đình đám thời bấy giờ như Roxoloops, Joe Turner, Robit, Danny. Nếu bạn cùng thế hệ với mình thì có lẽ sẽ biết video huyền thoại này. Còn đây là mình khi beatbox. Song song với đó, mình cũng rất thích hát. Thế nhưng với thói quen tấu hài đã ăn vào trong máu, thể loại yêu thích nhất của mình là nhạc chế. Không hiểu sao nhưng từ bé mình đã có hứng thú đặc biệt với thể loại này. Xin lỗi những ai chơi với mình và từng bị tra tấn bởi rất nhiều ca khúc bất hủ xưa nay. Mình vẫn nhớ đã từng không ít lần cùng mấy anh em thân thiết hát những bài hát khá dị lúc bấy giờ trước lớp. Để mọi người dễ hình dung thì mình từng cùng nhóm bạn thân lên đồng ca bài Michael Jackson Bay Xa. Một lần khác khi bị bạn bè dí lên biểu diễn tặng cô giáo văn và các bạn nữ nhân ngày 20 tháng 10 hay mùng 8 tháng 3 gì đó thì mình hát bài Cuộc đời anh sinh viên. Ai mà chưa biết thì có thể tìm kiếm bài hát này trên YouTube nha. Lúc đó cả lớp thì cười như điên, còn cô giáo thì đúng kiểu
Tôi năm nay 60 tuổi rồi mà chưa thấy trường hợp nào như thế này. Nhưng dù sao đó vẫn là những kỷ niệm rất vui về một thời trẻ trâu đúng nghĩa. Lúc ấy, mình say mê âm nhạc theo một cách rất vô tư, hồn nhiên như vậy đấy. Đại học là lúc mà niềm đam mê với guitar quay trở lại sau một thời gian dài bỏ bê. Một phần có lẽ vì mình lựa chọn đi học ở Phần Lan, đất nước của những ban nhạc rock đình đám như Nightwish, The Rasmus, Apocalyptica hay Sonata Arctica, và được truyền cảm hứng rất nhiều từ thể loại âm nhạc mạnh mẽ này. Một phần khác là vì ở Phần Lan hơi chán, nhất là vào mùa đông khi tuyết rơi trắng xóa và ngày thì quá ngắn so với đêm. Trong bối cảnh đó, âm nhạc là một phần không thể thiếu với những thanh niên xa nhà. Hồi đó mình có chơi với một anh bạn thân tên là Minh, một thanh niên hay cắt đầu chọc đỡ tốn dầu gội đầu, nên thường được gọi thân mật là Minh Sư. Mình thì gọi ổng là Đại Sư Minh Chất, vì ông anh rất chất, chứ hoàn toàn không phải vì... À mà thôi. Hai anh em hồi đó thích tập song tấu guitar với nhau, và cùng tập mấy bài kiểu Start của Depa Pepe hay Canon Indie, nhưng cứ tập đến giữa là bỏ. Quanh đi còn lại đoạn đầu đánh rất hăng, đến giữa thì lại lấp liếm ngồi nhìn nhau cười, và kết thúc thì lại chuyển sang màn ông đánh đàn cho mình hát, rồi ai về nhà nấy, chương trình văn nghệ kết thúc. Hồi đại học này mình thường được anh em sinh viên Việt Nam khen hát hay, lý do chính là vì ở đấy chẳng có ai khác hát cả. Bạn không thể thua nếu không ai thèm làm đối thủ của bạn. Nhưng mà không sao cả, miễn là có đam mê là được phải không anh em? Niềm đam mê ca hát của mình bắt đầu mạnh mẽ hơn kể từ thời điểm đi học trao đổi ở Úc. Mình vẫn nhớ thời đó suốt ngày ngồi xem The Voice, rồi kê nát các video dạy hát trên YouTube và nghêu ngao không biết chán mấy bài mình thích nhưng không hát được lúc bấy giờ, như The Reason, Huba Stank, Thinking Out Loud, Give Me Love của Ed Sheeran hay I'm Not The Only One của Sam Smith. Hình ảnh điển hình của mình trong thời gian này là một thanh niên lủi thủi trong đêm, hoặc là đi bộ với trang phục bóng đá sau khi đi tập bóng đá, sau khi đi tập bóng về, hoặc đi xe đạp trong bộ quần áo dính đầy sang xe sau khi đi làm, và hát một mình mấy ca khúc kể trên giữa khu phố vắng hoe bóng người ở Marland, Adelaide. Mình có thể hát đi hát lại không chán và tìm thấy niềm vui khi tự quan sát bản thân xem khi lên cao xuống thấp thì cảm giác thế nào, họng có mở không, hơi có đủ không, theo những kiến thức chắp vá và cóp nhặt được khi xem YouTube. Mình làm tất cả những thứ này vì chúng khiến mình hạnh phúc, và quan trọng hơn là vì hồi đó không bị ai chửi vì đêm hôm còn phá làng phá xóm. Về Việt Nam mình vẫn đam mê âm nhạc, nhưng đồng thời cũng bắt đầu một hành trình mới với một niềm đam mê mới, đó chính là xây dựng Spy Room. Đó là một hành trình hoàn toàn khác biệt và cũng chẳng thiếu những khó khăn, với đỉnh điểm là những câu chuyện mà mình từng chia sẻ trong bài viết Cố Nhiều Để Làm Gì trên Spy Room. Đây cũng là lúc mình bắt đầu nói nhiều hơn với gia đình và bạn bè về dự định sẽ phải làm gì đó với âm nhạc trước năm 30 tuổi. Hầu hết mọi người khi đó đều nghĩ mình chỉ chém gió cho vui hoặc mơ mộng Việt Vông hão huyền. Nhưng mình thì không nghĩ vậy, là một try hard, mình cảm thấy phải có trách nhiệm với những gì mình dám tuyên bố là đam mê. Thật ra mình cũng từng cân nhắc về việc có nên tạm bỏ tất cả để dành một khoảng thời gian theo đuổi âm nhạc hay không. Nhưng gần như ngay lập tức, mình biết bản thân chưa đủ năng lực và thời gian để làm điều đó. Mình tin hơn vào chuyện mỗi người sẽ có lịch trình phù hợp cho chính bản thân, miễn là đủ kiên nhẫn. Trong trường hợp của mình, nếu dám nói bản thân đam mê nhưng không dám vượt qua khó khăn và nuôi dưỡng đam mê đó trong nhiều năm trời, thì có lẽ cũng chỉ giống như đang FOMO, Fear of Missing Out, khi nhìn quá nhiều ra bên ngoài và quên mất lắng nghe chính mình mà thôi. Có đam mê nào lại chẳng cần vượt qua thử thách. Lúc đó mình nghĩ, nếu không thể từ bỏ tất cả để theo đuổi con đường âm nhạc trong một vài năm, thì mình chọn theo đuổi trong một vài chục năm. Chẳng có khuôn mẫu nào về thời gian cả, miễn là cuối cùng chúng ta tới đích và cảm thấy hạnh phúc. Với suy nghĩ này trong đầu, mình cứ vừa đi làm startup vừa dành thời gian dành cho âm nhạc. Mình học thêm đàn và tranh thủ tập luyện thêm mỗi buổi tối cùng một vài anh em để chinh chiến ở quán cà phê ngầu, hồi đó ở khu Giảng Võ. Đó là một giai đoạn mệt nhưng vui, sáng đi làm, tối thì đi họp band tập luyện và hàng tuần đi biểu diễn. Vừa có thêm kinh nghiệm mà vừa có tiền trả cà phê cho những buổi đi tập. Sau này khi công việc nhiều hơn và cũng căng thẳng hơn, tần suất anh em hội họp cũng bắt đầu thưa dần. Mỗi người lại có một lối đi riêng, lại xoay vòng trong cơm áo gạo tiền và trăm thứ vướng bận khác. Không ai bảo ai, chỉ tự biết với nhau rằng âm nhạc đã dần trở thành thứ yếu trong cuộc sống, nhường chỗ cho những việc quan trọng và cấp bách hơn. Nhưng với mình thì âm nhạc vẫn không thể thiếu. Mình bắt đầu đi học guitar điện. Anh Hiếu, guitarist của ban nhạc Thủy Triều Đỏ, đã dạy cho mình rất nhiều về tầm quan trọng của những kỹ thuật cơ bản và sự lợi hại của những bài tập lặp đi lặp lại tưởng như nhàm chán. Đây là giai đoạn khả năng chơi guitar của mình đã khá lên rất nhiều, giúp mình có thể đánh được những ca khúc mà trước đó rất thích nhưng không tưởng tượng bản thân có thể chơi, như Thunderstruck, Back in Black, You Shook Me All Night Long hay Highway to Hell của AC/DC, hay Still Got the Blues của Gary Moore hoặc Enter Sandman của Metallica. Nhắc tới đây mới nhớ, lâu rồi không đánh guitar điện nên mấy bài này giờ quên cũng nhiều. Em xin lỗi anh Hiếu nhá. Về Âm Thầm Tháng 5. Nói về ca khúc này cũng có khá nhiều chuyện thú vị mà mình nghĩ cần phải kể ra, vừa để làm kỷ niệm mà vừa để tri ân những người anh em thiện lành đã giúp mình đi được đến ngày hôm nay. Thật ra đây là ca khúc mà mình đã viết đoạn đầu từ rất lâu nhưng bị tắc và để đó mãi, giống như rất nhiều bài nhạc khác mình từng viết trước đó. Việc bài hát này được hoàn thiện cũng nhờ vào một sự kiện rất đặc biệt.
Đó là hồi giữa năm ngoái khi Spyroom bắt đầu làm cuốn Người trong môn nghề, ngành sáng tạo và nghệ thuật có gì. Chính vì làm cuốn sách này nên mình mới có cơ duyên gặp gỡ và nói chuyện với rất nhiều anh chị em nghệ sĩ như anh Hồ Hoài Anh, các bro như Triple D, Táo hay cô em tài năng những ế ẩm Orange. Tiện quảng cáo luôn xem có thanh niên nào hút không chứ nó là than khóc dữ quá. Những cuộc nói chuyện này thực sự truyền cảm hứng cho mình rất nhiều, giúp mình nhận ra rằng nguyên nhân của tình trạng bế tắc hiện tại không phải vì mình chưa thể bắt đầu, mà phần lớn vì mình vẫn đang kiềm cớ để không chịu bắt đầu. Vậy là sau vài cuộc nói chuyện, mình tìm lại khóa học sáng tác online của anh Hồ Hoài Anh mà bản thân đã mua từ xa lắc nhưng chưa bao giờ động vào và cày một mạch. Mình cũng gửi những gì đáng biết giờ cho anh và cả Orange nghe để góp ý. Kể ra lúc đó nếu mọi người kệ luôn thì chưa chắc mình đã biết làm gì tiếp. Ai ngờ cả hai lại nhiệt tình quá. Anh Hồ Anh thì gửi voice message góp ý kèm luôn đánh đàn để mình nghe tham khảo. Orange thì chat siêu dài, bảo là anh nên viết đoạn này khác đoạn kia, dùng vần thế này thế nọ, bla bla bla, và cho mình cực kỳ nhiều feedback xịn để phát triển nốt bài. Từ chỗ bế tắc trong hàng năm trời, lần này mình như được đả thông kinh mạch, giai điệu trôi ra ào ào và viết xong đoạn đẹp khúc chỉ trong khoảng 10 đến 15 phút. Hôm sau, việc đầu tiên mình đến văn phòng là ôm đàn lên hát cho mọi người nghe thử. Sau khi nghe xong, mọi người có vẻ khá thích thú. Chỉ duy nhất có một người đàn ông vẫn đang trầm ngâm trong suy tưởng. Người chú ấy tên là Dũng Easy, biệt hiệu Dirty Old Man, vốn là anh biên tập viên chính của Spare Room, linh hồn đằng sau những cuốn sách của Động Nhẹ. Nghĩ một hồi, anh dè dặt cất lời, với ngôn từ không được dè dặt cho lắm. Bài hát này hay vãi bíp, nhưng mà em viết lời chán vãi bíp. Hay để anh viết cho nhá, anh thích giai điệu và muốn viết lời cho bài này. Thật ra mình cũng không muốn phiền đến ai, nhưng vì có tấm lòng nhân hậu nên anh nói vậy thì đành phải đồng ý cho anh vui. Mấy ông anh già già chưa vợ thường là cũng hay hầm hầm, vớ vẩn cục lên ông ấy đánh cho thì chết tòi. Đúng thời điểm này thì ông anh lại đang trong quá trình weebu hóa và nghiện bộ phim Your Lie in April. Thế là lời bài hát cứ như lời của Ari Marcosei viết vậy. Nhưng như thế lại hay, vì mình cũng là một weebu với trái tim yêu âm nhạc. 2022 rồi bạn hơi, ai mà chẳng là weebu. Sau khi lời bài hát đã được viết xong, mình lại mang đi hỏi ý kiến của Orange và anh Hồ Hoài Anh. Kết quả tương đối khả quan là mình càng thấy tự tin và háo hức hơn. Nhưng điều là mình bất ngờ hơn nữa là Orange còn bảo tiếp: anh làm thành sản phẩm luôn đi, không tốn kém lắm đâu, để em giới thiệu cho. Nước đi này quả thực tệ cũng chưa nghĩ tới, nhưng mà nghe cũng hay đấy chứ. Đến đây thì mình thực sự ấn tượng vì Orange nhiệt tình thật. Một người như vậy xứng đáng có tới 10 người yêu. Anh em nào có ba bích thì đăng ký đi nhá, quảng cáo tận 2 lần rồi đấy. Quay trở lại câu chuyện, nhờ sự kết nối của Orange, mình bắt đầu làm quen với Lam và cả Minh Tốc. Sau đó thì bắt tay luôn để hợp tác làm sản phẩm này. Khi mình đưa ra ý kiến muốn làm bài theo màu sắc Nhật Bản một chút thì Lam bảo ngay: anh cứ yên tâm, nhạc Nhật là sở trường của Minh Tốc rồi, chúng em là weebu. Quả đúng là danh bất hư truyền, bản phối khí rất hợp với mong muốn của mình và hợp với mood and tone của bài hát. Duy chỉ có một điểm duy nhất, đó là vì khi đó chưa có tên nên Minh Tốc gửi vai cho mình thì đặt tạm luôn là MV Trong Làn Gió Heo May, nghe có chút gì đó rất Tiếng Quạ Réo Vong Hồn của Nguyễn Ngọc Ngạn. Làm thì còn sáng tạo hơn, em gọi bài hát của mình là MV Trong Làng Lá Weebu. Sau khi đã chốt xong bản phối khí ưng ý, nếu Minh và Lam đang nghe được thì xin lỗi các em vì anh feedback hơi nhiều nha. Mình bắt đầu đến công đoạn thu âm. Lần thu âm đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ, nhưng khi về nghe lại thì mãi vẫn không thể ưng nổi đoạn first đầu tiên vì nó cứng và thiếu cảm xúc quá. Thế là đòi đi thu lại, quyết tâm phải làm cho ngon mới thôi. Với bao nhiêu quyết tâm đặt ra, trời không phụ lòng người. Kết quả là mình hát cũng tình cảm hơn thật, nhưng mà chả nghe thấy gì cả. Sau khi kiểm tra kỹ càng xem có hỏng mic hay không, Lam hỏi: em nghĩ anh đã làm tốt nhất trong khả năng của anh ở thời điểm hiện tại rồi. Cách duy nhất để làm tốt hơn là anh phải đi học hát thôi. Anh có cần phải ra bài luôn không? Ngẫm nghĩ một hồi, nhận ra ý ở đây là anh đang hát tệ vờ lờ. Mình đáp lại: ok, anh không vội, cứ đi học rồi thu lại cho cẩn thận. Chứ anh là nhạc sĩ mà anh nghe thằng ca sĩ hát thế này anh cay lắm rồi. Và thế là mình được Lam giới thiệu sang lớp học thanh nhạc của anh Dương Trường Giang. Một hành trình mới lại bắt đầu. Ngày đầu tiên đi học, anh Giang nghe mình luyện thanh xong thì bắt bệnh ngay. Âm thanh của em đang ở rất sâu và không thoát ra phía trước, nên sẽ phải tập để đưa dần âm thanh ra. Em hay hát rock nhiều đúng không? Vì mấy anh em hát rock thường hay bị như thế. Từ giờ tạm thời bỏ hát rock đi em nhá. Mình nghe xong thì thấy hợp lý quá, liền vâng dạ và khắc cốt ghi tâm ngay: thôi, từ giờ tạm thời không hát rock nữa. Mình cứ tự nhủ như vậy cho tới khoảng 10 phút sau, khi anh Giang quên luôn vừa dặn gì và bảo mình lên test giọng bằng bài hát Mắt Đèn của Bức Tường. Ở lớp học này, người trực tiếp dạy mình là một thanh niên cũng sinh năm 93 tên là Tùng. Ngay từ lần gặp đầu tiên, mình đã thấy thanh niên này có vẻ gì đó khá là hợp cạ. Cụ thể là nhạc nhẽo cũng hay nghe mấy cái ba lăng nhăng giống như mình. Những người có thể hát các ca khúc kiểu như Cuộc Nói Chuyện Giữa Hai Người Đàn Ông hay Michael Jackson Bay Xa. Ngoài ra thanh niên cũng khá nhây, và quan trọng hơn là cũng có một niềm đam mê âm nhạc rất lớn và có những tiêu chuẩn thẩm mỹ riêng mà mình cảm thấy rất đáng tôn trọng. Trong lớp mình là học sinh già đầu nhất, trong khi các em thì toàn 18 đôi 10 và đã học hành hàng năm trời rồi, đứa nào cũng ngoan và đều hát hay cả. Thế nhưng đi học thì có hát hay mấy cũng có lúc quét. Đây là thuật ngữ chỉ việc hát bị vỡ giọng,
và tạo ra những âm thanh độc nhất vô nhị, buồn cười vờ lờ. Nhờ đi học và xem nhiều lần, mình cũng phần nào cảm thấy tự tin hơn khi phải hát và hát phêu trước mặt người khác. Đây là một bước tiến khá lớn về mặt tinh thần. Dưới sự hướng dẫn của cả Tùng và anh Giang, mình tiến bộ từng ngày, đồng thời cũng khám phá ra rất nhiều điều mới lạ mà trước giờ không hề hay biết. Hóa ra nếu hát đúng thì giọng mình sẽ bắt mic hơn trước rất nhiều, và mình cũng có thể hát ở cao độ tốt hơn trước kia, với chất giọng sáng và khỏe hơn tương đối. Đúng lúc cảm giác như đã sẵn sàng chiến đấu với âm thầm tháng 5 thì mình dính Covid, sau đó thì rơi vào đợt bận kinh khủng, rồi cả nghỉ Tết nữa, nên là tóm lại là mình nghỉ luôn 2 tháng. Vậy là dự án lại phải delay thêm. Sau khoảng thời gian này, mình quay trở lại lớp và cũng mất một vài tuần để làm quen trước khi chính thức đối mặt với lý do khiến mình bắt đầu. Cuối cùng thì sau bao nhiêu kiếp nạn kéo dài khoảng gần 9 tháng, rốt cuộc mình cũng đã sẵn sàng để thu âm lại. Lần này mình rủ cả Tùng đi để có gì còn được nhắc bài. Phải kể thêm là trong lần thu này, mình cũng học được thêm khá nhiều từ ông bạn về cách xử lý bài hát cho phù hợp hơn, đỡ phí con biết cực cháy của mình tốc. Khi phần audio gần như đã được giải quyết, mình bắt đầu chia sẻ với những người thân quen về ý tưởng ra mắt bài hát, và sự hưởng ứng của mọi người thực sự khiến mình phải bất ngờ. Đội Spy Room thì mỗi người một tay một chân giúp mình chuẩn bị ra mắt được suôn sẻ nhất. Anh Liêm và team Monster Box thì quyết định tặng luôn một chiếc lyric video cực đỉnh mà mình sẽ upload lên YouTube trong một vài ngày tới. Orange thì bảo sao anh không làm MV kể lại câu chuyện đam mê âm nhạc của anh đi, giúp mình nảy ra ý tưởng về hình ảnh cho MV bạn mới xem ở trên. Isaquan thì trực tiếp làm tặng mình chiếc official MV này dựa trên những footage sẵn có, tỉ mỉ căn chỉnh từng tí một để có được một sản phẩm ưng ý nhất. Bạn bè thì hào hứng tìm lại và gửi từng footage mình không ngờ vẫn còn tìm lại được, những dấu vết của cả một quá trình đam mê và theo đuổi âm nhạc, cả những khi nghiêm túc lẫn những lúc nhí nhố. Rất nhiều footage được ghi lại bởi chính người yêu mình, người đã không ngừng đồng hành và ủng hộ mình từ những ngày đầu, khi mình vẫn còn gáy bẩn dù chưa học hành hay chuẩn bị gì. Nói một chút ngoài lề thì nàng là người giữ kỷ lục về số clip và hình ảnh dìm hàng mình. Nhưng không sao cả, vì tình yêu mình có thể tha thứ cho nàng mọi điều, nhất là khi nàng luôn tin tưởng 100%, kể cả khi mình định làm những thứ điên rồ và ngược đời nhất. Vậy là cuối cùng âm thầm tháng 5 cũng thành hình và ra đời, như một minh chứng cho tình yêu, tình bạn và sự kết nối giữa những tâm hồn đồng điệu. Sau nhiều tháng năm, cuối cùng mình đã không còn âm thầm nữa. Vài lời cuối, thay cho lời kết, mình muốn mượn lại lời của Lỗ Tấn. Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi cũng thành đường thôi. Mong bạn cũng như mình, cũng tự tìm ra cho bản thân con đường và lịch trình phù hợp để mãi yêu và nuôi dưỡng những đam mê của riêng mình. Dù có phải âm thầm bao nhiêu tháng năm, miễn là bạn hạnh phúc. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì xin hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Việt Anh và các bạn hãy cày view video cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.